Siêu phẩm khóa học phép màu mang thai sắp xuất hiện và bạn có thể đăng ký sớm. Xin chào các bạn, tôi là dược sĩ Kiều Mai Lan. Đồng thời tôi cũng là một người từng trải qua những vấn đề liên quan tới vô sinh hiếm muộn. Tôi đã giúp cho rất nhiều những người phụ nữ vượt qua được tình trạng này và tôi mong rằng video hôm nay cũng sẽ giúp ích cho bạn trong hành trình tìm con, giúp cho bạn có thể nhanh chóng mang thai và có được một gia đình hạnh phúc. Trong video ngày hôm qua thì tôi đã chia sẻ với bạn là khóa học phép màu mang thai sắp xuất hiện và bạn hoàn toàn có thể đăng ký sớm. Vậy nếu như bạn là người đăng ký sớm thì bạn sẽ nhận được những gì? Khi bạn đăng ký khóa học sớm, không chỉ giúp cho bạn tiết kiệm chi phí mà bạn còn nhận được vô vàn các thứ quà tặng hấp dẫn khác. Đầu tiên, bạn sẽ nhận được khóa học phép màu mang thai với hệ thống 5 bước giúp cho bạn tái tạo cơ thể có khả năng sinh sản cao nhất. Được hướng dẫn vô cùng chi tiết thông qua các cái video và hình ảnh, bạn chỉ cần thực hiện theo là được. Với hệ thống 5 bước giúp cho bạn tái tạo cơ thể có khả năng sinh sản cao nhất này, nó sẽ giúp cho bạn có thể tối ưu được cái khả năng sinh sản của mình và đặc biệt giúp cho bạn có thể dễ dàng mang thai tự nhiên hoặc thậm chí nếu như mà bạn bắt buộc phải làm IVF thì cái khả năng thành công nó cũng sẽ cao hơn. Nếu như bạn đã từng tìm hiểu về chi phí để làm IUI hay là IVF thì bạn biết rồi đấy. Chi phí để mỗi lần bạn làm IUI nó sẽ rơi vào khoảng 10 cho tới 20 triệu đồng mỗi lần. Còn chi phí để làm IVF nó có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Chưa kể là cái tỷ lệ thành công nó sẽ không cao. Và đặc biệt là bạn có thể phải làm đi làm lại nhiều lần. Nó tốn thêm rất là nhiều những cái chi phí khác nữa. Khi mà bạn tham dự khóa học này thì bạn sẽ biết cách để tái tạo lại cơ thể của mình một cách toàn diện, giúp cho bạn có một cái cơ thể có khả năng sinh sản cao nhất, sẵn sàng để có thể thụ thai và thai nhi cũng phát triển vô cùng khỏe mạnh. Bạn có thể dễ dàng mang thai tự nhiên hoặc nếu như bạn làm IUI hay là IVF thì việc bạn tái tạo lại cơ thể của mình một cách toàn diện như vậy nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ thành công rất cao và bạn không cần phải tốn nhiều chi phí để làm đi làm lại nhiều lần nữa. Tiếp theo, bạn sẽ nhận được một bảng checklist chi tiết các cái việc mà bạn cần làm để tái tạo lại cơ thể của bạn một cách toàn diện. Bảng checklist này thì được xây dựng dựa trên những cái nghiên cứu và những kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sinh sản. Chính vì vậy, nó sẽ giúp cho bạn đưa ra được những cái quyết định thông minh về chế độ ăn uống, tập luyện, về giải tỏa căng thẳng stress, về loại bỏ độc tố và khơi thông dòng chảy năng lượng trong cơ thể của bạn, giúp cho cơ thể của bạn được tái tạo một cách toàn diện và nó khỏe mạnh, sẵn sàng để có thể mang thai. Với cái bảng checklist này, nó sẽ là một cái công cụ vô cùng tuyệt vời để giúp cho bạn có thể chăm sóc được cái sức khỏe sinh sản của mình và giúp cho bạn có thể nhanh chóng thụ thai. Ngoài ra, khi mà bạn đăng ký sớm thì bạn sẽ nhận được một hướng dẫn toàn tập về stress và tại sao stress nó lại ảnh hưởng tới cái khả năng sinh sản của bạn. Hướng dẫn này thì sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về căng thẳng stress và đặc biệt là cái cách mà nó ảnh hưởng tới cơ thể của bạn, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của bạn. Bạn sẽ được tìm hiểu về các nguyên nhân gây ra cái tình trạng căng thẳng stress của bản thân mình và biết được những cách đơn giản và vô cùng hiệu quả, những cái bước làm để giúp cho bạn có thể giải tỏa được cái sự căng thẳng stress trong cơ thể của mình và giúp cho bạn gia tăng cái khả năng sinh sản. Đặc biệt, nếu như bạn đăng ký khóa học sớm thì bạn sẽ nhận được thêm một quà tặng vô cùng hữu ích. Đó chính là 30 công thức nước ép trái cây đơn giản, dễ thực hiện tại nhà, giúp tăng khả năng sinh sản của bạn lên cao nhất. Các cái công thức nước ép trái cây này thì được thiết kế vô cùng đặc biệt. Nó cung cấp đầy đủ các cái loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho bạn để giúp cho bạn có thể cân bằng cái nồng độ hormone ở trong cơ thể. Đặc biệt, nó giúp cho trứng của bạn có chất lượng tốt, giúp cho tinh trùng khỏe mạnh và giúp tối ưu cái khả năng sinh sản của bạn. Với 30 công thức nước ép trái cây này thì bạn hoàn toàn có thể tự tay thực hiện ngay tại nhà mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Nó tiết kiệm cho bạn thời gian, tiết kiệm cho bạn tiền bạc và đảm bảo hơn so với việc là bạn mua ở bên ngoài về uống. Hơn nữa, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để bạn có thể tùy chỉnh cái công thức này sao cho phù hợp với khẩu vị của mình, vừa ngon vừa bổ dưỡng nhưng vẫn đảm bảo là giúp cho bạn gia tăng cái khả năng đậu thai. Và đây chính là một cái cách vô cùng tuyệt vời để giúp cho bạn có thể nhanh chóng đạt được cái mục tiêu sinh sản của mình. Cuối cùng, khi mà đăng ký một khóa học bất kỳ thì việc được hỗ trợ là một điều quan trọng nhất. Vì vậy, nếu như bạn trở thành người đăng ký sớm thì bạn sẽ được tôi hỗ trợ tư vấn 1-1 qua mail hoặc qua Zalo trong vòng 1 năm.
Và điều đặc biệt ở đây là chỉ những người đăng ký sớm mới được hưởng cái quyền lợi này, tại vì số lượng học viên sẽ ngày càng tăng lên. Chính vì vậy tôi chỉ có thể cung cấp cái sự hỗ trợ 1-1 qua mail và Zalo trong một khoảng thời gian giới hạn mà thôi. Vì vậy, nếu như mà bạn muốn được hỗ trợ tận tình và có bất kỳ những cái thắc mắc nào sẽ được giải đáp ngay, giúp cho bạn nhanh chóng đạt được cái mục tiêu sinh sản của mình, thì hãy trở thành những người đầu tiên đăng ký sớm và sở hữu cái khóa học này. Sau khi mà đăng ký xong thì bạn sẽ nhận được một số Zalo và mail riêng để có thể liên lạc trực tiếp với tôi và được tôi tư vấn hỗ trợ 1-1. Đặc biệt là trong cái quá trình học này, có bất kỳ những cái thắc mắc nào liên quan tới khóa học, bạn cũng đều có thể hỏi tôi và tôi sẽ sẵn sàng giải đáp cho bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đây là cái cách đơn giản nhất để giúp cho bạn có thể dễ dàng áp dụng được những cái kiến thức đã học được ở trong khóa học và giúp cho bạn thực hiện đúng và đủ tất cả những cái bước mà đã được hướng dẫn trong khóa học, giúp cho bạn có thể nhanh chóng đạt được cái mục tiêu sinh sản của mình và nhanh chóng có tin vui. Bạn còn nhận được một phần quà vô cùng thú vị khác, đó chính là danh sách 1.000 tên bé trai và bé gái hay nhất, ý nghĩa nhất để bạn có thể đặt tên cho con của mình sau này. Đây cũng chính là cái món quà đặc biệt mà tôi muốn dành tặng cho những người đã tin tưởng và đăng ký sớm cái khóa học của tôi. Tôi hiểu rằng việc đặt tên cho con nó cũng là một trong những quyết định vô cùng quan trọng và nó khiến cho các bậc phụ huynh rất đau đầu. Và ngay trước khi mà cháu đón bé Su ra đời thì hai vợ chồng tôi cũng nghĩ và đặt tên cho con, và trong cái giai đoạn đấy cũng rất phân vân không biết nên chọn tên nào cho hay, cho ý nghĩa. Thì với cái danh sách 1.000 tên bé trai và bé gái hay và ý nghĩa nhất này, các bạn sẽ có thể dễ dàng tìm ra được cái tên hay, tên đẹp, tên ý nghĩa và phù hợp với con của mình. Danh sách tên này thì đã được chọn lọc và sắp xếp theo nhiều những cái tiêu chí khác nhau, từ ý nghĩa, nguồn gốc và âm điệu phù hợp với từng vùng miền khác nhau. Chính vì vậy, với cái danh sách này, các ba mẹ có thể dễ dàng đặt được tên cho con mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều, và việc đặt tên cho con nó trở lên thú vị hơn bao giờ hết. Và cái danh sách tên này thì cũng đã được sàng lọc từ rất nhiều những cái nguồn uy tín. Chính vì vậy, đảm bảo là chỉ có những tên hay và tên ý nghĩa, các ba mẹ không cần phải đau đầu về cái lựa chọn tên cho con nữa, và lúc này các ba mẹ chỉ cần tập trung vào việc chăm sóc con yêu của mình mà thôi. Còn vô vàn các cái quà tặng hấp dẫn nữa khi mà bạn đăng ký sớm khóa học. Và để đăng ký khóa học này, bạn hãy bấm vào đường link đó là phepmaumangthai.com để đăng ký tham dự ngay nhé. Hãy đăng ký sớm khóa học Phép Máu Mang Thai để được tôi hỗ trợ tư vấn 1-1 qua mail và Zalo trong vòng 1 năm và nhận được tất cả những cái quà tặng hấp dẫn mà tôi vừa nêu ở trên nhé. Tôi đảm bảo rằng bạn sẽ trải qua một cái quá trình vô cùng tuyệt vời với khóa học này, và đặc biệt bạn sẽ cảm nhận ngay thấy cái sự thay đổi từ cơ thể của mình. Điều này giúp cho bạn có thể đảo ngược được tình trạng vô sinh hiếm muộn của mình và giúp cho bạn nhanh chóng chinh phục được cái giấc mơ trở thành cha mẹ bên những đứa con đáng yêu và khỏe mạnh. Ok, video ngày hôm nay thì tôi xin kết thúc tại đây. Mong rằng video hôm nay nó đã đem lại những điều hữu ích cho bạn. Và nếu như bạn còn thắc mắc nào trong video hôm nay, hãy bình luận xuống bên dưới để chúng ta cùng trao đổi với nhau nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video hôm nay. Nếu thấy video này hay, hữu ích thì đừng quên bấm vào nút like, chia sẻ cho người thân bạn bè, bấm vào nút đăng ký theo dõi kênh và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp theo của tôi chia sẻ về chủ đề vô sinh hiếm muộn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.